Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Khai kinh kệ Phật pháp rộng sâu rất nhiều màu. Trong ngày một kiếp có tìm cầu, con đã nghe thấy chuyên trì tụng nguyện tỏ Như Lai nghĩa nhiệm màu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Đại Vương Quảng Thập Luân quyển 5 phẩm 7 các tướng lành. Bấy giờ Bồ Tát Kiết Căng Tạng ở trong chúng hội, từ chỗ ngồi đứng dậy, bày vai phải, cúi phải quỳ sát đất, chắp tay dùng kệ thưa Phật: Hủy phá giới, mất hạnh đồ đà, tạo tội nghịch chẳng phải ta diệt, thuyết pháp chư Phật đời quá khứ, người phá giới tịnh không vào chúng, tất cả việc làm của sa môn giống như đuốc cháy đều tiêu hết, ba cấu làm nhiễm rời giải thoát, hoàn toàn không được nhận cúng dường, vật dụng sinh sống tăng bốn phương đều không nên lấy dù phần nhỏ, phạm tội căn bản của giới trọng bị chúng xả bỏ như thay chết. Làm sao kinh này nó nhẫn nhục với tỳ kheo ác khởi tâm bi, chế ngăn tất cả các hình phạt đã khiến cúng dường tỳ kheo ác. Xưa ở trong kinh khác có nói, các ông phải nên tin đại thừa, rất chân thật bồ đề thù thắng. Các ông nên phải lìa hai thừa, ở trong kinh này nêu ba thừa, và các căn lực giác đạo phần. Thiền định giải thoát pháp ba thừa, nghe kỳ tín hiệu nhân giải thoát, đều có bốn quả thánh sa môn. Ngoài kinh này không có sa môn, ba thừa đều cùng tám chánh đạo, mong cầu giải thoát dốc tinh tấn. Nếu có bậc trí các trời người, Bồ Tát đại sĩ đến nơi này, đại chúng ấy đều đã chứng đắc. Như vậy đại thừa của các người có thể thuyết giảng nghĩa chánh pháp, người nghe được thì đạt lợi gì? Phân biệt 10 loại của thanh văn, như thế nói như thế ai không có lợi? Nếu có người nghe được pháp nào, làm sao có thể tăng trưởng được? Lại có ai nghe mà giảm bớt? Là có người nghe đến già chết. Các pháp hữu vi đều chán lìa, ngày đêm tu tập theo thiền định, khi nào sẽ chứng được giải thoát, thoát khỏi bốn dòng gọi cứu đời? Đức Phật bảo Bồ Tát Kim Cang Tạng: Này thiện nam, lành thay, lành thay, vì tạo lợi ích cho tất cả chúng sinh, nếu là hành trường người thì không thể hỏi Như Lai như vậy. Này thiện nam, hãy lắng nghe và khéo suy niệm, ta sẽ giảng thuyết cho ông rõ. Kính vâng Thế Tôn, hôm con nay muốn được nghe. Này thiện nam, lại có 10 loại khó được thân người, những gì là 10? Đó là không gieo trồng căn lành đời trước, chưa tu phước đức, tâm còn rối loạn, đi theo bản ác, không sợ đời sau, đắm nhiễm tham dục, sân giận, ngu si, cuồng loạn điên đảo, mất chân tâm, cho đến tà kiến. Đó là 10 pháp khó đạt được thân người. Là có 10 pháp không nương vào nhân duyên, phạm tội căn bản, cho phá giới nên rơi vào đường ác, những gì là 10? Không nương tựa theo an nghi, có dựa theo pháp của ta mà xuất gia, trong tâm không hoại, tu đạo không hoại, trong tâm hoại, hoặc có trong tâm. Tu đạo đều hoại, có giới hoại, nhận thức không hoại, có nhận thức hoại, giới không hoại, có giới nhận thức đều hoại, có trong tâm tu đạo cho giới nhận thức đều không hoại. Nếu theo bản ác không học theo oai nghi, tuy gặp được tri thức thiện mà lại ngu si như loài dơ trắng, nghe pháp thiện rồi không thể thọ trì, cũng không giảng dạy cho người khác, không biết thiện hay ác, không nương theo oai nghi, đầy đủ vô lượng mà không biết đủ. Do nhân duyên ấy tâm thường tán loạn, gọi là không nương tựa nơi oai nghi, là nơi chốn của tất cả bệnh khổ não. Vì nhân duyên này nên tu tập các chú thuật. Nếu có dựa theo 10 điều không oai nghi này thì phạm vào các tội trọng tội căn bản. Tâm bồn chồn lo sợ nên thường hổ thẹn, luôn không tạo việc ác. Như Lai vì muốn làm lợi cho những người này, đó gọi là làm nhiễm ô đạo. Vì sao nếu làm những việc ác như thế cần phải sám hối, nguyện xin bỏ hết, hoàn toàn không che giấu, nó có thể đạt được như vậy, khiến tội được tiêu trừ mà không tạo thêm nữa. Tuy thợ tất cả dụng cụ nằm ngồi tạo cơ nghiệp cho chúng tăng, nhưng không được sử dụng như vật cần dùng. Những người như vậy là đã thành tựu pháp khí. Như Lai vì họ giảng pháp đại thừa, bích chư Phật thanh văn là có sự việc như vậy. Họ gặp bậc thiện tri thức trong ba đời, tất cả nghiệp ác đều diệt sạch, đạt quả vị thanh văn bích chư Phật cho đến hội nhập chánh pháp sâu xa của đại thừa. Như vậy người này gọi là hoại giới, không gọi là hoại kiến. Nếu có người trong tâm hoại, hành không hoại, kiến không hoại, Như Lai vì những người này thuyết giảng về bốn tâm vô lượng, cũng có thể lãnh thọ pháp khí thanh văn và pháp khí của bích chư Phật. Hoặc có người hành hoại, thể hoại thì ở trong hai thứ ấy, pháp khí không thành. Như vậy vì những chúng sinh này, Như Lai giảng thuyết pháp bố thí. Là có người kiến hoại, giới không hoại, như vậy vì chúng sinh ấy mà giảng thuyết pháp nghĩa nhân chuyên, được xa lìa kiến ngoại rồi, ở trong một thân được hòa nhập vào tập pháp thanh văn, hoặc đổi thân được pháp bích chư Phật, hoặc có người giới hoại, kiến ngoại, kiến không ngoại, ở trong pháp của bậc thánh nhận lãnh pháp khí, hoặc có người hoại đủ cả giới kiến,
hành và nội tâm nhân gặp tri thức thiện. Cho nhân chứng ấy nên Như Lai vì họ thuyết giảng pháp mười thiện, hoặc có người ngu si theo bản ác, không biết thiện ác. Như Lai vì những người này bị dạy dỗ tụng tập, hoặc có người bị tà kiến mê hoặc muốn cầu giải thoát. Như Lai liền dùng thừa thanh phân vì người ấy thuyết giảng pháp bốn tánh đế. Hoặc có người phát khởi đoạn kiến, Như Lai vì họ mà giảng dạy pháp 12 nhân duyên. Hoặc có người khởi thường kiến, Như Lai vì họ giảng dạy luân hồi sinh tử trong ba cõi, biết pháp như thế, chết nơi này, sinh nơi kia. Như Lai vì họ mà giảng thuyết pháp thanh phân. Như Lai quán sát toàn không đều giảng hư dối, và có chúng sinh thành thục và không thành thục, tất cả đều dùng phương tiện để thông đạt, không chướng ngại về tất cả tội trọng, các tội nghịch. Và có chúng sinh tạo tác không lợi ích, cho đến phá hủy pháp nhãn thanh tịnh. Như vậy, Như Lai vì muốn làm ích cho tất cả chúng sinh, tùy thuận tất cả thừa thanh phân, tức Bích Chi Phật và thừa Bồ Tát. Nếu phỉ báng chánh pháp, ngăn chặn che giấu không hiện bày, cho đến một bài kệ, những người như vậy gọi là hủy báng chánh pháp, phá hoại tám chánh đạo, cũng gọi là hủy hoại pháp nhãn của tất cả chúng sinh. Những người như vậy tức mất lợi lớn, cũng làm cho chúng sinh không có lợi ích. Dựa vào tăng ngu si nên phỉ báng chánh pháp. Lại nữa này, thiện nam có bốn loại tăng, nhĩ giờ là bốn, đó là tăng đệ nhất nghĩa, tăng thanh tịnh, tăng như loại gia công và tăng có biết hộ thiện. Thế nào là tăng đệ nhất nghĩa? Chư Phật Thế Tôn đã Bồ Tát biết chư Phật ở trong tất cả pháp đều được tự tại. Tôn Đà Hoàng, Tôn Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, bảy hạng người này gọi là tăng đệ nhất nghĩa. Còn có tại gia không có pháp phục, không thể thọ giới cụ túc, và là đề mục xoa không được tự dựa Bồ Tát. Từ tứ mà được quả thánh, được quả thánh rồi cũng gọi là tăng đệ nhất nghĩa. Thế nào gọi là tăng thanh tịnh? Các vị có thể thọ giới cụ túc, chỉ trình ba đề mục xoa, đúng như luật tu hành, hoa nghi không phạm, gọi là tăng thanh tịnh. Thế nào gọi là tăng như loài gia công? Không biết tội căn bản, không biết phạm, không phạm, không biết tội nặng nhẹ, không biết tội vi tế để sám hối, ngu si không thấy biết có tội để sợ hãi, cũng không nương theo tri thức thiện, trường phu không cần cuội tri thức thiện, trường phu đã không thể thu hỏi về nghĩa lý sâu xa trong kinh. Thế nào là thiện ác? Thế nào là phạm tội nặng nhẹ? Tu hành những việc gì là thiện, những việc gì là ác? Những người như vậy đều gọi là tăng như loài gia công. Thế nào gọi là tăng có biết hộ thiện? Nếu có người vì sự sống của mình mà đến ở trong pháp Phật, trên thọ giới ba la mật xoa, rồi phạm phá hợp tăng, không biết hổ thẹn, không sợ đời sau, bên trong chất chứa cầu uế, âm thanh luôn đầy đủ, các ngôn từ sắc sảo vững vàng, nhân thường ôm lòng ganh tị, ngu si kiêu mạn, sao bỏ bán nghiệp, chỉ bị lợi dưỡng, vô luôn sáu căn không đắm vào năm dục sắc thanh hương vị xúc, phi bán chánh pháp. Những người như vậy nói theo pháp của Như Lai mà tâm không biết hổ thẹn, nên gọi là tăng không biết hổ thẹn. Thế nào là tăng đệ nhất nghĩa? Tuy có được thánh đạo ẩn mà không hiện, nhân đôi tám chánh đạo có thể vượt khỏi phiền não và dòng chảy sinh tử trong ba cõi, đó gọi là đạo chân thật. Vì sao? Vì chư Phật Thế Tôn chuyên giác A La Hán đoạn đường mọi trói buộc nơi tất cả cõi, nên gọi là đạo chân chánh. Là các đại Bồ Tát tự tỉnh ngộ do lỗi lầm của mình, mong cầu tất cả pháp được trí vô ngại và không thủ chứng, vì chúng sinh nên cho đó việc diệt trừ các cơ sở. Nếu là có người không thể thành tựu giới ba la đại bọc xoa, gọi là nương theo tăng đệ nhất nghĩa và tăng thanh tịnh, nó có phàm phu chân thiện cho đến chánh kiến chân thiện, và các phàm phu dùng thần thông biến hóa thể hiện đạo chân chánh. Những người như vậy đều gọi là có thể thể hiện đạo pháp. Thứ hai là Tu Đà Hoàng, thứ ba là Tu Đà Hàm, thứ tư là A Na Hàm, thứ năm là đại Bồ Tát an trú vào địa thứ nhất cho đến đó, trú vào địa thứ 10 là bậc nhất sinh bộ xứ. Những bậc như vậy gọi là chỉ rõ về đạo. Nếu là có người thành tựu giới ba la đại bọc xoa, và là nương theo đạo mà sinh hoạt, đại Bồ Tát gì thao phục tất cả chúng sinh cho thuần thục nơi tu tập sáu pháp ba la mật, những vị như vậy gọi là thị hiện đạo, cũng gọi là giữa nơi đạo mà sinh hoạt, cũng gọi là gì trừ các cơ sở nơi đạo, đó là ruộng vước của thế gian. Ngoài trừ những hạng này, còn lại đều gọi là làm câu ế đạo, cũng gọi là ruộng vước sáu ác, dựa vào tăng không biết hộ thẹn. Tăng như vậy ở trong pháp Phật cũng gọi là thể chết, là thứ nên xả bỏ. Nơi biển lớn của tăng cũng gọi là không thành tựu pháp khí. Người ấy chẳng phải là đệ tử của Như Lai, và Như Lai cũng chẳng phải là thầy họ. Là có người không thành tựu pháp khí, xưng Phật là Thế Tôn của mình, sau khi Như Lai diệt độ có lòng tin hướng về pháp giới thánh tăng, tự mình không khởi nhận thức sai lầm, cũng không đeo lỗi của người khác, mà vì người giảng thuyết rộng rãi pháp của ta, không xin cha bay phát tâm nguyện chân chánh để làm ác rồi luôn luôn sám hối, thì có thể diệt trừ vô lượng tội. Người có lòng tin như vậy đối với 95 học phái ngoại đạo đều có thể hướng dẫn họ đến Niết Bàn, chẳng phải vua Chuẩn Lô Thánh Vương có được công đức có thể sánh bằng. Vì ý nghĩa ấy nên Như Lai quán xét tất cả nghiệp căn bản của chúng sinh, nói lời như vậy: do nhân duyên đó, ở trong pháp của ta xuất gia, cả bỏ râu tóc ca sa, không nên khởi tâm ác. Nếu tất cả
tâm đại bi của chư Phật ở quá khứ, hiện tại, vị lai đều hộ trì người xuất gia mà cách xa như vậy. Vì thế đối với tất cả người xuất gia mà khởi tâm ác, thì giống như việc đã làm ác đối với chư Phật ở quá khứ, hiện tại, vị lai. Nếu lại có người phá giới, không thành tựu pháp khí, những người như vậy sẽ khởi ác kiến, cũng chê bai lỗi người khác. Ví như sắc lợi chân thiện, phụ tướng chân thiện, đại thần chân thiện, sa môn chân thiện, bà la môn chân thiện, cư sĩ chân thiện, tỳ xá thủ đà chân thiện, hoặc nam hoặc nữ không có cha mẹ ở thế gian. Như là hán không có đạo chân chánh, không hướng về chánh kiến, không tu thiện ác quả báo, không chứng đạt quả, thì tất cả pháp đều không có nhân duyên. Hoặc có thuyết nói sắc giới là pháp thường còn, là không biến hoại, hoặc chấp cho cõi vô sắc là pháp thường còn, không biến hoại, hoặc giảng thuyết về khổ hạnh ngoại đạo. Nằm dựa trên gai nhọn, dùng năm ngọn lửa tôi nướng thân thể đó, cho đó là bậc nhất. Hoặc chỉ thuyết về thuần về thừa thanh văn cho là đệ nhất, không thuyết về thừa với chư Phật cho đến vị bán pháp đại thừa. Chỉ giấu tất cả không thể hiển bày, khai thị phân biệt, hoặc chỉ có một mực tên đại thừa, cho ba thừa thanh văn, thừa với chư Phật. Hoặc có thuyết cho bố thí là đệ nhất, trì giới cho đến trí tuệ chẳng phải là đệ nhất. Hoặc có người nói giới là đệ nhất, bố thí cho đến trí tuệ chẳng phải là đệ nhất. Hoặc có thuyết nói nhẫn nhục là đệ nhất, bố thí trì giới cho đến trí tuệ chẳng phải là đệ nhất. Hoặc có người cho thiền định là đệ nhất, bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn và trí tuệ chẳng phải là đệ nhất. Hoặc có người cho trí tuệ là đệ nhất, còn bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định chẳng phải là đệ nhất. Hoặc có người cho khổ hạnh của ngoại đạo là đệ nhất. Như vậy này thì nam, cái thiệt khả phá giới thực hành việc ác đối với người thành tựu pháp khí, riêng sinh vô số thứ hủy bán, người hướng đến ác kiến nói như vậy. Có người thấy biết điên đảo, phá hoại sắc lợi chân thiện, tính giới văn xã trí tuệ đều phá bỏ tất cả, phụ tướng chân thiện, sa môn chân thiện, cư sĩ chân thiện, tỳ xá thủ đà chân thiện, nam nữ chân thiện, đối tính giới văn xã trí tuệ, các thứ như vậy đều bị phá hoại, gọi là sắc lợi chân đà la. Cho đến cư sĩ chân đà la thì khéo phá giới từ đoạn mất căn lành, cũng khiến cho sắc lợi chân thiện mất đi căn lành, cho đến bị đọa vào địa ngục. Này thì nay phải như thay chết vì thối rữa, để đến gần thì rất hôi tối, còn từ đến chỗ đó mình hôi tối cũng khiến người khác hôi tối. Như vậy sắc lợi chân thiện nếu thân gần đi thức ác thì kheo phá giới, đến gần họ tức sinh mùi hôi thối là ác kiến. Mùi hôi như thế khiến cho sắc lợi dứt bỏ căn lành, phải về địa ngục A Tỳ. Như vậy phụ tướng chân thiện cho đến phụ nữ chân thiện, thân gần thì kheo phá giới làm ác, đều là chư Đà La, đoạn trừ căn lành hướng về địa ngục. Này thì nam, ông quan sát thì sẽ thấy thân cận thì khéo phá giới làm ác này là bỏ mất tất cả việc lành, cho nên muốn chứng được niết bàn, cho nên cần vừa cúng dường đại diệt các cơ sở tu học đạo ba thừa đầy đủ, cho đó đạo nên thân gần cúng dường đầy đủ trong tâm và tu đạo, hiểu biết đầy đủ nên lãnh tọa đạo thanh văn với chư Phật, không hủy bán bậc hiền thánh. Đối với đại thừa cũng không hủy bán, tùy theo chỗ mong cầu của mình mà tinh tấn ở trong ba thừa, tùy theo sự phát nguyện của mình mà tu học nhất thừa. Không nên phỉ bán kinh điển đại thừa, cho đến một câu một bài kệ, nếu có người phỉ bán thì không nên sống chung và gần gũi, nếu có gần gũi sống chung tức là cùng hướng về địa ngục A Tỳ. Như vậy này thì nam, ở trong ba thừa thì theo sở thích mà hướng đến nhất thừa, muốn xả lìa được tất cả khổ, các hàng thanh văn từ bất chi Phật đều nên tin sở thuyết pháp của Như Lai. Nếu theo đại thừa để giảng thuyết các pháp, không nên phỉ bán chỉ giống một câu một kệ, phải nên lắng nghe phát lời nguyện chân chánh. Nếu có kẻ hủy bán chánh pháp thì không nên sống chung, cũng không nên nương theo người ấy mà thưa hỏi lãnh thọ giáo pháp. Nếu nghe pháp ở người ấy thì vì nhân duyên đó nên rơi vào địa ngục A Tỳ, chịu nhiều khổ não. Vì sao này thiện nam? Vì ta vốn là Bồ Tát, khi thực hành cầu đạo vô thượng nên theo thừa thanh văn vì mục, vì cầu một bài kệ, cho đến sợ bỏ cả tay chân đầu mắt tùy não nơi thân như vậy để cầu thượng bích chi Phật và cầu Phật thừa. Ta vốn là Bồ Tát khi cầu đạo vô thượng cũng là như vậy, vì một bài kệ mà bỏ tay chân đầu mắt tùy não máu thịt da xương nơi thân mạng cho đến hoàn toàn là thành tựu đạo vô thượng. Pháp ba thừa này đều là sự thuyết giảng của hằng xa chư Phật nơi ba đời, năng lực thần thông luôn hộ trì vì thương xót chúng sinh và làm hưng thịnh tam bảo không thể đoạn tuyệt. Là ở đời vị lai nếu có sắc lợi chư Đà La cho đến phụ nữ chư Đà La, vì ngu si cho nên cho mình là trí nhiều hành ác tu xấu, không sợ đời sau là các việc sát sinh cho đến tà kiến, ganh tị các việc đeo tri thức ác. Là ở nơi ba thừa mà không thành tựu pháp khí, ở thừa thanh văn mà ít nghe, ở thừa bích chư Phật cho đến đại thừa, tất cả sự hộ trì của Đức Phật lại sinh hủy bán, ngay chi không làm cho hiển bày. Để ở pháp đại thừa mà nghe ít,
Đối với hàng thừa thanh văn, tôi biết chư Phật được năng lực thần thông của chư Phật hộ trì mà xin hủy bán chư bay, không tin pháp đại thừa của ta, cũng có thể phân biệt nêu giảng và đại thừa. Nếu nói tôi lãnh tỏ pháp đại thừa, không lãnh tỏ thanh văn, tôi biết chư Phật vì mình ít năng lực, trí tuệ ngu si, cũng chính là diệu lực đại bi của chư Phật ba đời quá khứ hiện tại vị lai, vì muốn làm lợi cho tất cả chúng sinh. Có hai loại hộ trì, thứ nhất vì muốn làm hưng thịnh tam bảo, không để đoạn tuyệt nên xuất gia tu đạo, cả bỏ râu tóc và áo ca sa. Thứ hai nên thuyết giảng pháp bốn đế, hướng về ba thừa. Hai loại như vậy mà Như Lai hộ trì, chẳng phải là thanh văn bất chư Phật có thể hộ trì. Cho đến trăm ngàn đế thích phạm thiên cũng không thể hộ trì, trăm ngàn triệu chuyển lô thánh vương cũng không thể hộ trì được. Là có sắc lợi như Đà La, nếu thấy có người ở trong pháp của ta mà xuất gia, thì từ thanh văn như vậy bị hình phạt giam cầm trong lao ngục, đánh bằng roi gậy cho đến giết chết. Đây là chỗ sâu xa của tất cả ác pháp, để sự hộ trì của chư Phật và Bồ Tát. Đó là hủy hoại rối loạn đạo chân chánh nơi ba thừa, vì bán che giấu những người như vậy không biết được pháp đại thừa. Sắc lợi trên Đà La này còn có thể nhận lãnh là pháp khí của thanh văn, huống nữa là đại thừa. Lại có phụ nữ trên Đà La lừa dối người đời, tự nói ta thực hành đại thừa, vì ngu si keo kiệt tham lam gan gác hủy hoại pháp của Như Lai, tự cho ta nhanh chóng chứng niết bàn ở nơi chỗ Phật Như Lai Thế Tôn. Xem các tội lỗi như thế cho tất cả đại Bồ Tát, tất cả đệ tử thanh văn tâm cận đức của Đức Phật cũng đều phạm tội, khiến mạng sống ngắn ngủi, khổ não, các căn thiếu và tật nguyền, các chi không đầy đủ, thường nhiều bệnh tật. Sắc lợi trên Đà La cho đến phụ nữ trên Đà La tạo các nghiệp ác, đều sinh hiểu biết điên đảo, nên diệt trừ các căn lành. Tiêu bố thế nhiều, nhưng ở trong hàng xuất sinh, lãnh chịu cho số thân theo quả báo. Ở đời vị lai sau khi chết, hoàn toàn không sinh vào cõi xác để căn lành, thành tựu trí tuệ vô ngại, cũng không thể chứng được nhất thiết trường trí, nhiều bệnh tật lựa không thể nói, hướng về địa ngục. Cho nên Như Lai vì muốn tạo lợi ích cho sắc lợi chân thiện được an lạc, cũng khiến cho phụ nữ chân thiện được lợi ích như trên. Vì nhân chưa này không cho kẻ não loạn ở trong pháp của ta mà xuất gia. Lại nữa, pháp của ta đã giảng thuyết sinh tâm phỉ báng vì những việc ấy nên bị nhiều tội báo như trước đã nói. Tại sao? Vì mặt ca sa là tướng giải thoát của chư Phật, cho nên hết thảy chư Phật hộ trì cờ pháp chân chánh lớn của vị giải thoát nơi hàng thanh văn cũng là cờ của vị giải thoát nơi đệ nhất đại thừa giải bất chư Phật. Như thế mong cầu giải thoát, trước hết nên đọc tụng lắng nghe pháp của thanh văn thừa. Xin lời tất cả bạn ác gần gũi bạn lành, cung kính cúng dường, sau đấy đọc tụng kinh Phương Đẳng đại thừa, sau pháp ba la mật, tất cả các việc làm ác đều tỏ bày cũng đúng như pháp sám hối, phát đại nguyện rộng lớn, sau khi mạng chúng ở đời sau có thể thành tựu pháp khí nơi thanh văn. Điều này như vậy cũng là chủng tử của bích chư Phật, cho đến là chủng tử vô thượng của đại thừa bất thoái chuyển. Vì sao này thì nam đã có 10 loại nương theo luôn hoặc thành tựu luôn rồi. Sắc lợi chân thiện cho đến phụ nữ chân thiện có thể thành tựu pháp khí của bích chư Phật đại thừa bất thoái chuyển, những như là 10. Như vậy sắc lợi chân thiện cho đến phụ nữ chân thiện tin có nghiệp báo đầy đủ hội thiện, sẽ liệt tà kiến và bản ác, địa giới không sát sinh, không uống rượu, tâm từ đối với chúng sinh, xa lìa sân giận não hại, đầy đủ tâm bi, có giúp mọi thứ khốn khổ, chúng sinh thấp kém khổ não được tâm vui vẻ, xa lìa lời nói hai lưỡi, lời nói dối, lời nói hoa mỹ, được tâm không tranh cãi, giết trừ tâm tham lam kiêu kiệt ganh tị, hoàn toàn không nương vào các tà kiến ngoại đạo khác, diệt trừ lưỡi nghi, được các tướng lành, phát tâm siêng năng, đức phận đông tất cả ác pháp, mà chứng đạo vắng lặng, pháp hoan hỷ. Này thì nam đã là nương theo 10 luân, sau lời chân thiện cho đến phụ nữ chân thiện thành tựu 10 luân, mau chứng được pháp khí nơi thanh văn, chủng tử của bích chư Phật và đại thừa bất thoái chuyển, và là nương theo 10 luân. Những luân như vậy đều giống thanh văn của bích chư Phật. Bây giờ muốn nhắc lại nghĩa trên Đức Thế Tôn nói kệ. Thứ nhất, ở trong chúng cạo đầu mặt ca sa, vì sao thì khéo ác phải giới được cúng dường, vi phạm hành đầu đà, nói dối giữ tà kiến, chẳng phải khí phá đạo, không nên dùng hình phạt. Nếu nghe pháp người kia tên niết bàn vắng lặng hoặc bậc được giải thoát, làm thúc quý người kia ở trong các kinh khác chỉ nói đạo nhất thừa, bảo không có ai thừa, giải thoát nhất thừa thôi, lợi ích các chúng sinh hết nghiệp báo phiền não, thường có tâm thương xót, sắc lợi ưa chánh pháp, bà la môn tỳ xá giải thủ đà tội cấu, bốn hại các tỳ kheo tất hướng theo đường ác. Các chư Phật như vậy giữ gìn áo nhiệm sắc, đạo giải thoát chư Phật gọi là đệ nhất đạo, mặc y phục giải thoát, nhanh chóng bỏ ác kiến, phải nói đạo niết bàn như thuốc men trị bệnh. Tuy phải ở nơi giới cấm cũng nhiều khổ người khác, ta không nghe cùng họ trong chúng cùng Bồ Tát,
Vì người khác thuyết pháp người kia được độ phước, xưng ta là Thế Tôn, quy ba ngôi báo, trừ bỏ các nghiệp ác, vẫn thắng nơi đạo, nơi ngoại đạo. Ví như vua La Sát, người buông vào sợ hãi, nhổ một sợi lông ngựa, giác hoa biện khổ lớn, phá giới xa tà ác, lìa phiền não La Sát, nên hồi trì giải thoát, được chư Phật giữ gìn, người không hội phá giới, vứt bỏ các tội ác. Nhờ có phước như vậy, muốn cầu đạo giải thoát, hội trì khí, phi khí, giải thoát cũng không khó. Người không có uy lực, mê mờ, đã thanh văn, không biết đến duyên giác mà thuyết giảng đại thừa, không đoạn nơi duyên giác mà tán thán đại thừa. Ngay phá lòng tin, đọc tụng kinh đại thừa, không hội trì người khác chỗ phạm thân địa ý, chỉ nói về đoạn kiến, phá hoại nơi chánh pháp, như sau được làm người, là đọa ngục a tỳ, quá chúng sinh như vậy, chớ có là phi khí, hoặc hỷ phạm với cấm, không thương lại vô định, phải nên biết là nhân, bị ác mà đoạn kiến, trở thanh văn chuyên giác, cũng chẳng phải đại thừa, bị bán ba đời Phật, quyết giác hướng a tỳ, chuyên định mà trì giới, tâm loạn kiếp kiệt pháp, nhàm chán tranh tham ganh, gọi là hàng thanh văn, có trí ưa bố thí, phát khởi tướng sinh diệt, giữ tâm thường ở riêng, gọi là hàng duyên giác, trì giới không tiếc thân. Giống như sư tự mạnh, chỉ cầu đạo tịch diệt gọi là đạo đại thừa, giữ gìn pháp chân chánh, khéo chỉ, khéo giảng thuyết chỉ bà, được pháp nhẫn sâu xa, gọi là đạo đại thừa, pháp khí chẳng pháp khí, tâm thường hành bình đẳng, không nhiễm pháp thế gian, gọi là đạo đại thừa, đáng gọi là ba thừa, người trí như pháp tuyết, giữ gìn thanh văn ta, nhanh chóng thành chánh giác. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vì đã có đức này hướng về khắp cả để thử bài chúng sanh được thần thành Phật đạo. Kênh Đại Phương Quảng tập luân quyển 5.